Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube của Mai Đức Thành. Nhà mình có cung cấp gà mồi giả, rồ bẫy kiểu Thái Lan và loa điều khiển từ xa cho anh em đánh gà đồng nhá. Đây, loa điều khiển từ xa bằng điều khiển. Có hai loại rồ bẫy là loại chân đồng và loại chân thép. Đây là làm theo kiểu dựa theo mẫu kiểu của Thái Lan nhé. Mình làm là 100% cước cước Thái, dù siêu bền. Đây là dây nguồn, là dây dù siêu bền chống xoắn. Đây là mẫu chân thép. Mình làm rất là kỹ nha. Đấy. Em nào cần mua gà mồi giả, giò bẫy hay là thòng bẫy hay là loa tiếng kêu các thứ thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0969 965 142 nha. Mình tên là Thành nha. Đây, chim mồi giả bên nhà mình làm thì chất lượng rất là đảm bảo, và nói chung là mình làm con nào nó cũng giống con nào hết, rất là đẹp. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Nhớ đăng ký kênh YouTube để xem những video lần sau nha.